Thì em muốn hỏi các anh là bây giờ xe vợ em như nào? Dạ. Xe vợ em như thế nào? Bây giờ xe của chị tham gia giao thông là anh ơi, như hậu. Này nhá, theo nghị định của chính phủ nhá, theo luật của chính phủ nhá, là các anh trước thứ nhất là như này. Em không chỉ tay, anh chưa nhìn em chỉ tay, em chả chỉ tay thì là. Thứ nhất là của chính phủ nhá, là các anh chưa biết là công an quận, huyện và cảnh sát cơ động, các anh không được quyền hỏi. Thứ nhất là sinh an và thứ nhất là lỗi không lương, đúng không? Dạ, anh có đúng, anh có biết như cái đấy là như vấn đề như thế không? Em nói xong rồi. Đấy em nói xong rồi. Bây giờ chúng tôi thông báo cho anh biết nhá. Vâng. Không lương. Vâng. Tôi kiểm tra. Anh ơi, anh không được quyền kiểm tra. Tại sao vậy? Anh không được quyền kiểm tra. Anh không phải là tôi nhá giao thông thì anh không được bao giờ được quyền kiểm tra. Kể cả là anh là một qua hay là quận công an phường quận và cảnh sát cơ động. Có gì anh làm việc với lãnh đạo nhé. Nhá. Còn các anh đừng làm như là các anh trước hết là các anh lập chốt ở đây là các anh đã sai. Có gì anh làm việc với lãnh đạo. Anh bắt thì anh phải làm việc. Anh bắt thì anh phải làm việc. Có lẽ đâu anh còn trả phải lãnh đạo gì cả. Bắt bây giờ phải biết lý do. Anh ra làm việc thì em ra làm việc. Chúng tôi làm việc. Vâng. Bây giờ ok. Anh ra làm việc với lãnh đạo. Vâng. Bây giờ không được phép bắt lỗi không vương. Các anh làm này nhá. Các anh lập chốt ở đây là các anh đã sai rồi. Đấy nhá. Các anh lập chốt ở đây là các anh đã sai rồi. Mà lần này là lần thứ hai có bắt vợ em rồi, lần trước em đã không nói rồi. Lần này các anh lại bắt tiếp. Các anh lập chốt này ra sai, còn các anh không có quyền bắt lỗi không được.